Con đừng lo, ba sẽ sớm trở lại với con, rồi ba sẽ dự ngày thi của ba cho con. Ba cũng muốn cùng con tham gia hội thi nghề của ba hả ba? Tất nhiên rồi con yêu. Ba rất muốn thấy con cầm trên tay chiếc cúp và cùng con đứng trên bục chiến thắng. Xíu Ly, bạn có chuyện gì hả? Sáng giờ thấy bạn sao sao á? Có thể là hội ác nhân đang lừa gạt mình, nhưng mà mỗi lần mình nhìn vô tấm hình đó, mình cứ tưởng tượng cái chú đó là ba mình, lúc nào cũng bên cạnh với lại quan tâm động viên mình hết đó. Bạn đừng có buồn nữa, rồi tụi mình sẽ tìm được ba cho bạn thôi. Ơi, con băng qua đường mà con không nhìn trước nhìn sau vậy? Chút xíu bị xe đụng mà thấy không? Ủa con sao vậy? Mày mốt băng qua đường nhớ cẩn thận nghe chưa? Dạ. Chú đây, chim chớp qua đây với mình nè. Qua đây nhanh lên. Qua đây mà. Ủa. Chú Ly, bà đứng đây chi vậy? Chim chớp hồi nãy mình thấy có cái chú kia y chang ba mình luôn á. Y chang ba bạn luôn? Ừ. Cái chú mà trong tấm hình với lại ở trên chiếc phi thuyền á. Mình có thấy ai đâu. Trời, hồi nãy mình thấy thiệt á. Chắc là do bạn nó mạnh quá rồi. Không có, mình nói thật á. Hồi nãy mình qua đường xong mém bị xe đụng chứ nó kéo mình vô á. Ủa, đâu mất tiêu rồi, mới đây luôn á. Có thấy ai đâu. Ủa, đâu mất tiêu rồi. Ủa, Xíu Ly, cái này là sao? Mình không biết, cái đó không phải của mình. Của ai á, chứ không phải của mình. Nếu mình xem trong đây có gì. Ê, trong đây có thẻ căn cước nè. Ủa, cái chú này là cái là ba mình á. Đâu? Xíu Ly hả? Nhưng mà bạn phải hứa tới mình là tới đó bạn phải bình tĩnh để mình tìm hiểu xem đây có thật là ba của bạn hay không rồi mình tính tiếp. Mình hứa vậy. Bây giờ mình đi nha. Đi hướng này. Xíu Ly hả? Bạn đừng có bấm chuông nữa, từ từ người ta ra mà, bạn đừng có gấp. Không phải, bạn thông cảm cho mình đi, tại mình hồi hộp quá à. Bạn cứ bình tĩnh đi. Con người ra nè. Ủa, mấy con ba... Ủa, mấy con tới đây tìm chú hả? Sao biết nhà chú đang tới vậy? Dạ, tại vì dạ, chú ơi, cái ví này của chú đúng không chú? Đúng rồi. Uống nước đi mấy con. Trời ơi, chú tưởng là chú mất cái ví này rồi. Ai ngờ đâu mấy con nhặt được cho chú. Cảm ơn mấy con nhiều lắm nha. Uống nước đi. Dạ chú ơi. Có chuyện gì vậy? Dạ chú ơi, chú sống ở đây vậy còn vợ con chú đâu? Chú sống ở đây có một mình à. Chú chưa có vợ. Ồ. Sao vậy mấy đứa? Ủa, nếu chú chưa có vợ thì chắc chú cũng chưa có con đâu đúng không chú? Trước đây chú cũng có mối tình với lại một cô xinh đẹp lắm. Xong thời gian chung sống, chưa kịp làm đám cưới thì xảy ra chuyện và cô ấy bỏ đi biệt tích. Sau này thì chú nghe nói rằng là cô ấy đã hạ sinh một cháu gái. Nếu tính tới bây giờ thì cũng trạc tuổi con á. Ủa gì? Bạn nó tên gì hả chú? Mẹ nó đặt nó tên là Siêu Lì.
Chuyện gì vậy con? Dạ. Chú ơi, sao con có tấm hình này? Đây là ba mẹ của con á. Trời đất, không lẽ con đây chính là con là siêu lì nè. Siêu lì ba, con gái của ba, siêu lì của ba. Con tôi Yến chơi giỏi vậy. Cố lên. À. Ê, trời ơi, xin lỗi. Không nha. Không nha. Ê, trời ơi, đánh tôi. Đi, đi, đi. Đập. Nè. Đó. Kìa. Ba thấy cái cây này hay là cây này đẹp hơn? Này đẹp nè. Rồi cái này nhìn nó nhỏ nhỏ dễ thương. Nhìn nó so cute. Này đẹp không con? Thì cũng đẹp nhưng mà giờ con thích cái này nè. Này đẹp không con? Dạ cũng đẹp nhưng mà con thấy cái này đẹp hơn. Đúng rồi. Ôi trời, trời ơi. Nè, gấp bây giờ lại nha. Đúng rồi, đi lên. Bây giờ đi con này. Chị thôi con này đi, con dịch. Chuyển. Ba, lại đi, gấp với con nè. Nãy giờ gấp không được, giúp con với. Rồi, ba tới đi. Đây, bây giờ bỏ xuống nha. Bây giờ ba di chuyển con đi. Rồi, di chuyển. Trời ơi, lại nè. Cái gì? Qua trái xíu. Không phải cái xuống. Gì? Rồi xuống. Trời, bóng xuống. Trời ơi. Thấy chưa, nãy kêu qua trái nè. Chú ơi chú. Hả? Con thấy khát nước quá, chú vui giùm con nha. Nước hả? Dạ. Con uống gì? Sữa cun. Sữa cun? Dạ. Còn con? Là sữa cun luôn. Sữa cun luôn. Hai sữa cun luôn. Chờ ba chút xíu. Ok. Siêu lì. Hử? Con thấy ba của bạn có gì đó kỳ kỳ á. Có đâu mà kỳ. Không phải mà chú thấy cứ sao quá siêu lì. Hồi nãy còn chụp hình bạn gửi cho ai nữa? Thì ba tôi chụp để làm kỷ niệm thôi, có sao đâu. Nhưng mà sao tôi thấy ba của bạn cứ hay xài điện thoại á? Thì ba tôi xài điện thoại có gì nhắn tin với công việc này nọ. Bạn bị suy diễn quá rồi đó. Cái gì mình mà suy diễn hả? Là do bạn ngây thơ quá thôi. Tôi đâu có ngây thơ. Chắc là tại bạn đang nghiêng tị với hạnh phúc của tôi chứ gì. Hôm nay tôi đi chơi tôi toàn chơi ba tôi mà tôi bỏ bạn. Thôi bạn nghe giận, đúng không? Bạn nói năng gì kỳ vậy siêu lì? Tôi nói cho bạn biết, bạn mà còn như vậy một lần nữa tôi nghỉ chơi luôn đó. Bạn nói vậy đúng không? Ừ. Được, tôi đi về. Về đi. Sữa cun đây. Ủa, sao bạn con bỏ đi đâu vậy? Thôi ba kệ bạn nó đi. Không, mấy giờ mình đi chơi tiếp đi ba. Con còn muốn thêm nhiều trò nữa, trò này chán rồi. Đi chỗ khác hả? Dạ. Rồi, đi chơi chỗ khác luôn. Đi. Nè, sữa. Yeah. Đi. Bây giờ đi ba. Ba. Hả? Đây là chỗ ở của con á. Vậy hả? Dễ thương ba. Đẹp, dễ thương lắm. À bây giờ con đi ép rau củ quả cho ba nha. Bây giờ có cà rốt nè, dâu tây với lại cải kale dứa. Thì cà rốt với lại dâu tây á thì nó sẽ có vitamin A,
giúp cho ta sáng mắt giống con nè. Còn cái cải khe lô dứa thì có vitamin C, giúp cho ta có năng lượng và sức đề kháng nữa. Ba uống cái nào? Ba thấy thức uống nào cũng tốt cho sức khỏe hết, con cứ lựa cho ba đi. Dạ ok. Ba đợi con xíu. Đây, nước tới rồi đây. Ba chọn cái nào ba? Cho ba ly này đi. Dạ. Ngồi đi con. Dạ. Ba uống đi ba. Cho ba hỏi, cái này là cái gì vậy con? Cái này hả ba? Ừ. À, cái này là thiết bị của cậu Đơ đưa cho con. Nhưng mà để làm cái gì? À, cái này dùng để gắn lên người của gia đình nông dân sư phàm á ba, để triệt tiêu đi năng lực của họ. Mà con thấy họ đâu có làm gì đâu, mà cậu Đơ cũng muốn hãm hại họ hoài luôn á. Rồi từ hồi tới giờ con có gặp cậu Đơ không? Tiến sĩ Đơ á. Dạ có. Con có gặp cậu. Cậu hứa là chỉ chỗ ở của ba cho con, mà cậu đâu có làm đâu, cậu toàn gạt con không. Nhưng mà gạt con cái gì? Cậu gạt con á, cậu nói là cậu sẽ chỉ chỗ ở của ba cho con, mà cậu cứ nhây qua nhây lại, rồi rốt cuộc cậu cũng đâu có chỉ đâu. Nhưng mà cuối cùng ba với con cũng gặp nhau rồi, đúng không? Nghe ba nói nè, cậu Đơ á, nói gì thì nói, cũng là bà con ruột thịt của con, là người cùng gia đình với nhau, sẽ làm những cái điều tốt cho nhau hơn là những người bên ngoài lạ lẫm, con có hiểu không? Ủa nhưng mà con thấy cậu sao á, kiểu giống như là gia đình nông dân sư phạm tốt, rất là tốt luôn. Thì cậu cứ kêu con hãm hại họ, nhưng mà con thấy cậu mới là người xấu á, thì có chứ. Gia đình nông dân sư phạm đâu làm gì đâu. Không đúng như vậy đâu con. Chính hội nông dân sư phạm á, ngày xưa đã chia cắt ba và mẹ. Rồi sau đó họ lại tìm cách chia cắt ba và con, không muốn cho ba tìm gặp lại con. Con có hiểu không? Ủa thiệt hả ba? Cho nên cuối cùng á, gia đình luôn luôn là chỗ dựa tốt nhất, luôn luôn muốn làm điều tốt cho mình, con phải nghe lời ba và làm theo lời cậu Đơ dặn, hiểu chưa? Dạ con nghe. Đi vô trong đi con, đem cái máy theo rồi kích hoạt nó lên hả, rồi gia đình mình sẽ đoàn tụ. Tôi muốn gặp vợ con tôi. Cứ từ từ hả? Tôi làm theo lời của mấy người rồi. Con đã kích hoạt cái máy. Hay lắm, để xem ta sẽ phá nát cái nông trại này như thế nào đây. Thơ lơ, chúc người cứ thẳng tay hành động, tiêu diệt gia đình nông dân siêu phàm và cháu gái ruột của ta. Ta tiêu diệt thẳng tay, tiêu diệt thẳng tay. Khoan khoan, hình như mới nói gì thì kỳ phải không? Tiêu diệt bọn nông dân siêu phàm, kể cả đứa cháu ruột, làm thẳng tay. Không, thẳng tay với bọn nông dân siêu phàm, chừa cháu gái ta ra. Ông, đúng là hai ba lời. Chừa nó đi. Lúc nào cháu gái hết. Nó cháu gái ruột thôi mà. Thôi được rồi. Cảm ơn. Chúc bọn nông dân siêu phàm mà xuất hiện ở đây thì một tay bọn ta sẽ tiêu diệt cả lũ. Gia đình nông dân siêu phàm, hôm nay tôi sẽ tiêu diệt tất cả các người. Ngôi nó chạy kìa, ngôi nó chạy kìa.
Cùng Cun du ngoạn thiên nhiên, săn quà khám phá, sưu tập thẻ Cun đổi quà cực Cun. Săn ngay thẻ khám phá có trong mỗi lốc sữa Cun 110 hoặc 180ml bất kỳ. Sưu tập 24 thẻ khám phá đổi ngay một gối siêu Cun. Thu thập được 36 thẻ khám phá đổi được một áo choàng biến hình Cun. May mắn săn được thẻ đặc biệt nhận ngay một liều Cun siêu cấp. Nhánh tay sưu tập thẻ du ngoạn trong mỗi thùng sữa Cun túi 110ml bất kỳ. Tích lũy được 4 thẻ du ngoạn đổi ngay một túi rút siêu Cun nhiều ngăn tiện lợi. Tích lũy 8 thẻ du ngoạn đổi được một áo mưa siêu Cun. Săn được thẻ đặc biệt sở hữu ngay vali du lịch 3D cực chất. Cùng Cun thỏa thích khám phá, săn quà tươi vui. Săn ngay thẻ Cun tươi vui trong mỗi lốc sữa Cun tươi vui hoặc Cun dặn chai 90ml. Thu thập được 6 thẻ Cun tươi vui đổi liền tay một sách tô màu ma thuật. Thu thập được 12 thẻ Cun tươi vui đổi ngay một bộ bút tô màu siêu Cun. Tích lũy được 24 thẻ Cun tươi vui đổi được một bộ chén đĩa siêu Cun. May mắn sẽ được thẻ đặc biệt sở hữu ngay một xe scooter siêu chất. Chương trình áp dụng từ 1 tháng 10 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2023. Săn thẻ Cun vậy thôi các bạn ơi. Câu chuyện chỉ do quý.